đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Minh Tú tiết lộ tình trạng sức khỏe của Hoa hậu Thiên Ân, xuống tinh thần vì bị chê bai. Mới đây, siêu mẫu Minh Tú chia sẻ trên story Instagram đang hội thoại với một người em thân thiết. Theo đó, người này nhắn tin cho Minh Tú với tinh thần buồn bã. Cô bày tỏ: "Chị Tú ơi, em xuống tinh thần quá." Kèm theo đó là những lời tự trách bản thân vì đã làm không tốt và chưa khắc phục được những khó khăn Minh Tú dạy trong lúc tập luyện. Đứng trước tin nhắn của đàn em, Minh Tú cũng không khỏi xúc động. Cô viết: "Chị Tú ơi, chỉ như thế thôi nghe nó thật ấm lòng. Mới vừa đáp xuống Changi từ Los Angeles là vội vã check-in liền. Thương." Với nội dung trong đoạn tin nhắn, nhiều người cho rằng đây là tin nhắn của một đại diện Việt Nam đang đi thi quốc tế. Cái tên được nhiều người chỉ ra là Thiên Ân. Bởi cô vừa nhận phải không ít ý kiến trái chiều qua hai phần trình diễn trang phục dân tộc Bali và swimsuit. Trước đó, Thiên Ân cũng đăng tải story lời xin lỗi tới mọi người vì không làm tốt như khán giả kỳ vọng. Vì thế, các fan không khỏi xót xa cảm thán: "Ân chắc luôn, mọi người ơi, vào bay comment động viên bé nào. Này chắc bà Ân rồi, tội quá, tô xích độc mà phát sợ luôn mà. Tội Thiên Ân quá, đăng quang có 3 ngày đi thi mà mấy má góp ý hăng ghê, như kiểu ngâm 2-3 năm vậy á. Tội Ân, phải chi Ân được ngâm 1 năm là sẽ cháy lắm. Ráng vote cho Ân vào top lại, cho Ân có động lực trở lại." Hiện Thiên Ân đang trong quá trình kêu gọi vote cho giải thưởng Country Power of the Year. Các fan sẽ vào trang Instagram chính thức của Miss Grand International để thả tim cho bức ảnh của người đẹp, góp phần giúp Việt Nam trở thành quốc gia chiến thắng giải thưởng này. Bức hình của Thiên Ân hiện đã đạt gần 500.000 lượt yêu thích, gần đứng đầu trong số những bức ảnh được đăng tải. Đã gần 10 ngày chinh chiến Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Mặc dù vấp phải không ít ý kiến tranh cãi về khả năng trình diễn, song đoàn Thiên Ân vẫn nỗ lực trong từng hoạt động để mang về thành tích tốt nhất. Bên cạnh diện mạo xinh đẹp, nàng hậu sinh năm 2000 cũng nhận về nhiều lời khen cho tính cách hòa đồng thân thiện. Người đẹp mới đây còn tinh tế khi tặng quà cho photographer, nhiếp ảnh gia và thí sinh tại Miss Grand International. Theo đó, bước sang ngày thứ 9 của hành trình chinh phục vương miện, Thiên Ân xuất hiện với diện mạo trang đầy năng lượng. Trong bộ trang phục truyền thống Indonesia, mỹ nhân gốc Long An búi tóc cao, tô son đỏ nổi bật. Đồng thời, người đẹp 2K còn ghi điểm bởi hành động tinh tế dành cho nhiếp ảnh gia tại Miss Grand International. Theo netizen, với món quà là hộp sô-cô-la ngọt ngào, người photographer này không ngại thực hiện những khung ảnh chất lượng cao cho đại diện Việt Nam. Từ những ngày đầu nhập cuộc, Thiên Ân đã đích thân dành tặng những món quà đem từ Việt Nam qua cho các thí sinh quốc tế. Thậm chí cô còn ngỏ ý sẵn sàng tặng một chiếc dép tổ ong cho đại diện Campuchia khi thấy người đẹp nước bạn yêu thích món phụ kiện này. Thiên Ân cũng được nhận xét là đối thủ 1910 với Enfa, đại diện Thái Lan trong cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều người nhận xét, nếu muốn lập cú back to back cho Việt Nam, Thiên Ân cần vượt qua đại diện đến từ Trung Quốc. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip đại diện Trung Quốc có khả năng nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Đây là điều mà Thiên Ân và Enfa đều đang thiếu. Nhiều người cho rằng, với năng lượng mà Shirley Yu đang mang tới tại Miss Grand, đây cũng là đối thủ đáng gờm của Thiên Ân và Enfa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Shirley Yu chỉ sở hữu khả năng nói tiếng Anh tốt là chưa đủ, bởi nhan sắc của đại diện Trung Quốc chưa thật sự nổi bật so với Thiên Ân hay Enfa. Được biết, Shirley Yu là người đẹp Canada gốc Trung Quốc, hiện cô đang sống tại thành phố Vancouver. Shirley năm nay 28 tuổi, cao 1m74. Cô ấy là một nhà thiết kế đồ họa, người mẫu, giáo viên tiếng Anh, thợ làm móng và huấn luyện viên xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô tốt nghiệp đại học Simon Fraser với tấm bằng công nghệ. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã phát triển trí sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và truyền thông kỹ thuật số. Shirley cực kỳ đam mê làm đẹp và xây dựng sự tự tin cho bản thân. Bản thân cô đã tự tạo ra chương trình, các buổi trực tuyến để dạy mọi người kỹ năng thiết kế đồ họa cũng như cách định hình xây dựng thương hiệu cá nhân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.